Sau hơn 2 năm đàm phán với 8 vòng đàm phán chính thức và 8 vòng đàm phán cấp trưởng đoàn, đàm phán giữa kỳ, vừa qua tại Văn phòng Chính phủ Việt Nam, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Yoo Sang-jik đã chính thức ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hàn Quốc VKFTA. Hiệp định bao gồm 17 chương, 208 điều, 5 phụ lục và 1 thỏa thuận thực thi quy định. Các nội dung chính của hiệp định gồm thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ, kiểm dịch động thực vật, SPS, quy tắc xuất xứ, thuận lợi hải quan, phòng vệ thương mại v.v. Theo hiệp định này, Hàn Quốc tự do hóa 97,2% giá trị xuất khẩu tính theo số liệu năm 2012, chiếm 95,4% số dòng thuế. Ngược lại, Việt Nam cắt giảm thuế quan với 92,7% giá trị nhập khẩu tính theo số liệu năm 2012, chiếm 89,2% số dòng thuế. Việc ký kết hiệp định VKFTA là một trong những bước đi cụ thể hiện thực hóa chiến lược chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, đồng thời góp phần tích cực phát triển quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc theo hướng ổn định, lâu dài, góp phần duy trì, củng cố môi trường hòa bình.